tay nha nha. Chuẩn bị đây là món khoảng độ 5 cân kg ốc bươu vàng nhá. Ốc bươu vàng mò ngoài đồng, sáng mò. Bây giờ hôm nay chúng tôi sẽ thực hiện một món đó là ốc bươu vàng xào ớt nhá. Theo một cách quý tộc luôn anh ạ. Vừa quý tộc pha lẫn sinh tồn, nó là chúng tôi xào cả vỏ luôn này. Nếu anh em mà thấy món ốc của tôi ngon cho tôi một lượt like và chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh em chúng tôi nhá. Còn không nói nhiều, chúng tôi vào công tác là xào luôn cho anh em xem nhá. Đây là cái nồi của tôi để xào nhá. Chết đâu anh em. Tôi sẽ xào cái lửa này anh em ạ. Đây lửa nóng thì tôi sẽ cho đấy vào nhá. Quái quá anh ạ. Cái đen luôn. Xào gì nhỉ? Ốc kéo một cách sinh tồn anh ạ. Sinh tồn, sinh tồn. Tôi vừa vừa thôi. Thế lại anh em nhỉ? Ôi. Giống ấy. Để lửa cháy nữa. Để tôi thổi luôn. Cháy anh ạ. Ôi. Quý tộc luôn anh ạ. No. Oh, look at the top of his head. Look at his lips. Ôi, xèo xèo vậy ạ. Có sashimi không? Wasabi. Có hả? Ô, đây là hải sản miền Bắc đi thôi. Như lửa tắt đi ạ, nóng quá. Hải sản miền Bắc. Chưa được. Đây người ta gọi là hải sản miền Bắc. Đặc sản miền Bắc á. Đây tôi sẽ chế tạo món ốc xào xào ớt sinh cho sinh tồn nha. Đây nó ốc nha. Cẩn thận đổ để nguyên. Bây giờ đến chỗ ớt anh ạ. Anh em ạ. Bỏ luôn chân sau. Bỏ luôn đây đâu chất anh ạ. Nó mới là cắt. Ôi nước chảy ra một đống kìa. Ôi chẳng bảo rồi. Anh em nhìn này. Cần đang đổ món ốc một cách quý tộc. Nhỏ kinh quá. Như này. Bị dày cả quả. Chơi cả quả nhá. Trông lại lại chứ. Trông lại lại chứ. Món này ngon không anh em, nhìn ngon không? Hãy đi ngon này, chỉ cần là con chị ta. Ốc xào xào ớt à, phê loài luôn. Quánh cả vỏ luôn anh em á. Anh em nhìn qua đâu?
quá ngon nhỉ, chưa ai làm này đâu, sắp chín rồi anh em. Sắp chín, sao mà lúc sắp chín. Em đang phê. Ôi, quay gần cho anh em là xôi ngục về. Đấy. Quay quay anh ạ. Anh em ạ. Anh em ạ, cái lối ốc bị đổ rồi đây ạ. Đổ rồi, không biết đấy lên không? Không. À, lại lên rồi anh em nhé. Quay gần anh em này. Đây này, con này bị ấy này. Chín này, nó loài cả bụng này. Món ẩm thực sinh tồn anh em nhé. Ấy nhìn này. Thơm luôn. Thơm vết đấy nhỉ. Đá ra, đấy, cái này. Được rồi. Đọc thoải mái không? Đây là món sinh tồn của chúng tôi nhé. Xào ớt cho quý tộc luôn. Sắp chín rồi các bạn ạ. Quá hết. Hôm nay trời nó âm u. Đây quay gần cho anh em xem này. Nha, chín này. Chín này con này. Ý. Thơm tệ nhỉ. Khả năng được anh em ạ. Nhìn này, có con ốc này được đấy. Bây giờ tôi bắt ra anh em nhé. Ok anh em ạ, sau khoảng độ nửa tiếng nhá. Món ốc, ốc tiêu vàng này sao? Cả vỏ xào xá ớt này, à xào ớt đây. Siêu cay luôn anh em ạ. Anh em còn cái gì không? Đấy. Nhìn này, bây giờ tôi sẽ đổ ra cái này. Đổ này xem mà thưởng thức anh em ạ. Ui, vãi hết rồi. Đây tôi bóc cho anh em xem nhé. Chín hết rồi này. Đấy. Để đây tí xem ăn được không. Cái món này tôi chưa ăn thử bao giờ. Sao nguyên con này chưa ăn thử bao giờ. Ừ.
ngon phết anh ạ. Đấy, bóc rất dễ nhé. Đây tôi thử lấy, nếu mà không được nên lấy đá đập cho anh em cho anh em xem. Nhìn này, đá đập cho anh em xem. Đấy. Như con này chưa chín nào nữa. Con này chưa chín. Chưa chín thì cái nó vẫn dính vào vỏ này anh em ạ. Các bạn. Đấy, chưa chín. Con nào chín rồi nó ngoài như này à. Đây ông Biêu Vàng, chín nó ngoài này. Anh em. Đây con này to này. Chưa chín. Ui, ui giời, con này mà ông nhồi nhỉ. Con này ông nhồi ngon nhưng để ông Biêu Vàng. Ở dưới đít mà cứ dính. Ốc Biêu Vàng nó phải làm sạch chứ anh em, không ăn được như này là không ăn được nha anh em. Đây tôi làm video mang tính chất giải trí anh em xem cho vui thôi. Chứ ốc này phải làm sạch thì mới ăn được. Anh em ạ, đây là món ốc xào ớt siêu cay luôn. Cũng thơm thơm ấy nhưng mà không ăn được anh em ạ. Đây. Tôi bóc hết cho anh các bạn xem nhé. Con trắng muốt. Bóc rất dễ, xào rồi bóc rất dễ. Còn đây cái lồi của tôi bằng cái ấy bánh nhá. Bằng cái hộp bánh ấy ạ. Đèn hết rồi. Đèn kín hết rồi. Ủa cái này hôm nào nấu lồi. Hôm nào tôi định nấu lồi lẩu bằng cái này anh ạ. Nấu mì tôm. Để đây, nó tiếp đâu tiếp. Anh em thấy kích thích không? Đây, khổng lồ luôn. Khổng lồ luôn, rắn đét. Ý. Sợ gì anh em ạ. Này chỉ gà nó ăn thôi. Cho vịt ăn. Gà vịt nếu mà người làm sạch thì ăn được anh ạ. Vừa rồi tôi đã thực hiện một clip đó là nấu gì nhỉ. Ốc Biêu Vàng cả vỏ xào xả ớt nhé. À xả ớt anh ạ. Siêu cay. Theo phong cách là vừa quý tộc vừa gọi là dân dã. Cực ngon luôn. Cực bây giờ nữa là cũng mùi thơm thơm tanh tanh nhưng không ăn được em ạ. Đây là video mang tính giải trí, các bạn không nên làm theo nhé. Làm theo phải làm sạch thì mới ăn được, còn không làm mất thời gian của các bạn nữa. Bây giờ hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo. Chào các bạn nhé.